người lầm tưởng rằng sô-cô-la có thể cứu bất cứ bữa ăn nào. Chúng tôi hy vọng cậu không nằm trong số đó, nếu không cậu sẽ thấy thất vọng lắm đây. Đây là thử thách fondue sô-cô-la, chúng ta hãy bắt đầu nào. Chúng mình phải khởi động trước khi bắt đầu. Tớ xong. Wow, bánh hamburger thật là khổng lồ. Của cậu thì sao? Chiếc bánh khổng lồ. Wow, cậu có muốn đổi không? Bỏ tay ra, nó là của tớ. Được rồi, tớ có cái hamburger rồi mà. Tớ sẽ đổ sô-cô-la lên. Ôi, mùi thật là tuyệt. Kỳ lạ thật đấy, không có vị ngon lắm. Tớ không thích nó một chút nào. Tớ đã hiểu vấn đề là gì rồi. Phần nhân không hợp với sô-cô-la, phải ăn riêng. Chà, còn lại một miếng thịt và một miếng rau. Tớ có thể xử lý việc này một cách dễ dàng. Xong, bây giờ trở lại với sô-cô-la nào. Bây giờ chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều. Tớ rất vui cho cậu. Ngon quá. Đây là món bánh mì kẹp thịt ngọt ngào nhất từ trước đến nay. Xong, tớ no quá. Bây giờ đến lượt cậu. Ok, chúng ta lấy bánh và đổ sô-cô-la lên trên. Ôi, không dễ dàng như tớ nghĩ. Được rồi, tớ sẽ bắt đầu với caramel. Không, tớ có ý tưởng này. Chúng ta cần cắt bánh ra. Ôi, một tác phẩm tuyệt đẹp. Tớ sẽ tắm nó trong đài phun nước. Sự kết hợp hoàn hảo. Cho tớ một tí đi Judy. Không, không bao giờ. Kẻ ham ăn. Được rồi, bây giờ cậu sẽ nhận được những gì cậu xứng đáng. Tớ sẽ cho thêm một ít Tabasco vào đài này. Hãy xem cậu thích nó ra sao nhé. Cắt một mảnh mới ra rồi. Sao nó cay thế này? Ôi, tớ đang cháy. Hoạt động rồi. Có vẻ như ai đó đang rất nóng. Ngọn lửa sao? Ôi, điều này quá rồi, chúng ta cần phải làm gì? Tớ nghĩ ra rồi. Ôi, tớ thực sự đã hạ nhiệt rồi. Cảm ơn. Không có gì. Tớ tự hỏi lần này có gì dưới nắp nhở? Tốt hơn là không nên biết. Tớ ghét bông cải xanh. Trời ơi, buồn nôn quá. Tớ chắc chắn tớ có một cái gì đó ngon hơn. Coca, tớ đã nói đúng. Tớ không cũng bằng. Tớ đã sẵn sàng để hôn chai này rồi. Nó đẹp quá. Ok. Trời ơi, đừng có hạnh phúc như vậy. Xin lỗi, tớ không thể giấu được cảm xúc của mình. Thật là sảng khoái. Tớ gần như quên về sô-cô-la rồi. Để đến lúc pha một ly cốc dai thật là tuyệt vời. Ồ, nó đang sủi bọt kìa. Hay đấy. Ê, không có gì đổ ra. Trời ơi, cái gì đấy? Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ồ, nhưng nó vẫn ngon. Wow, thật là bất thường. Nó giống như thạch sô-cô-la vậy. Tớ không thể dừng lại được. Judy, ít nhất lần này chia sẻ với tớ đi. Tớ không mong đợi bất cứ điều gì khác từ cậu. Sẽ phải ăn bông cải xanh thôi. Không có gì, tớ có thể xử lý được nó. Trông không được tốt lắm. Cũng chẳng ngon tí nào.
Tôi không thể ăn được nữa. Cậu phải ăn tất cả mọi thứ. Thôi được rồi, được rồi. Nhìn đây, bây giờ tớ sẽ đổ sô-cô-la lên khắp bông cải xanh. Và bây giờ tớ sẽ trộn tất cả cho đúng. Cậu hài lòng chưa? Thấy chưa? Tớ đang ăn nó đây này. Ôi, trông thật là kinh tởm. Chính cậu đang muốn thế mà. Ôi, nhìn bụng cậu đi. Tớ bị trương bụng lên rồi. Tớ không thể kìm lại được nữa. Trời ơi, thối quá. Ôi, thật là khó xử, xin lỗi. Trống. Tớ cảm thấy vòng này sẽ không dễ dàng. Nhưng tớ đã sẵn sàng. Wow, dâu tây. Ốt, thật là một con ác mộng. Cuối cùng, cậu sẽ ăn một thứ gì đó vô vị. Và lần này tớ sẽ được tận hưởng. Dâu tây phủ sô-cô-la trông thật là tuyệt vời. Ôi, nó ngon quá. Cẩn thận, đừng ném vào tớ. Ui giời ạ. Ôi, trông nó đẹp quá. Bây giờ sẽ hay hơn này. Wow, thật là tuyệt. Hoan hô em à. Wow, tại sao cậu lại nhớ ăn dây tây cùng một lúc vậy? Cậu nhìn này. Ai, ôi, đau quá, không bắt được rồi, đau. Lần này cậu thua rồi. Đừng cười nữa, tốt hơn là cậu nên ăn ớt của mình đi. Sẽ tốt hơn nếu cô không nhắc về nó. Hy vọng với sô-cô-la nó sẽ không quá cay. Thôi, chúc tớ may mắn đi. Ôi, trời ơi, miệng tớ đang cháy. Cứu. Đừng thở vào tớ. Tớ không thể kiểm soát được điều này. Tớ cần một cái gì đó để uống. Ôi, dễ hơn rồi. Emma, cậu bị sao vậy? Cậu đốt tớ. Ôi không, dâu tây, nó cháy thành than rồi. Trời ơi. Judy, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Ba, hai, một, mở ra nào. Hành. Không. Nó có mùi thật là kinh tởm. Chupa Chups, không tệ. Ôi, nó to quá. Và ai đó rõ ràng không được may mắn rồi. Trời ơi, không thể bỏ vỏ ra được. Ê, cẩn thận. Cậu suýt thì đánh tớ. Xin lỗi, đó là một cách tình cờ. Đừng nói chuyện nữa, bắt đầu nào. Hãy để tớ giúp nhé. Ôi, đừng vậy. Trời ơi, tớ sợ quá. Kinh khủng, tớ muốn nhổ ra. Cậu nghĩ tớ sẽ thương cậu sao? Đừng có hy vọng. Trời ơi, nước mắt tớ chảy ra đây. Ăn thêm đi, đừng dừng lại. À, được rồi. Vậy thì sẽ kết thúc sớm. Ôi, tớ đã không mong đợi điều này từ cậu. Tớ đã xong. Sung sướng chưa? Bây giờ hãy sẵn sàng. Ôi, mùi hôi thối thế. Đừng thở vào tớ và cáo mút của tớ nữa. Nhân tiện đã đến lúc thử nó rồi. Yeah. Wow.
trông nó thậm chí còn tốt hơn với sô-cô-la. Ngon thật. Ừ, chắc nó ngon thật đấy. Tất nhiên rồi. Nhanh lên đi em à. Đừng làm phiền tớ đang tận hưởng. Trời ơi, mình bắt đầu buồn ngủ rồi. Làm cái gì để không ngủ nhờ? Ờ, không biết luôn. Bye bye. Thôi, tớ đi đây. Được rồi, tự biệt. Còn lại rất ít. Emma, cậu vẫn ở đây sao? Cậu không thấy mệt mỏi vì điều này à? Judy, trăm năm không gặp. Vậy là xong. Tớ xong rồi. Hay đấy. Thử thách sô-cô-la của chúng ta đã kết thúc. Chúng tớ hy vọng nó đã để lại những cảm xúc tốt đẹp. Các bạn có muốn thử lấy chúng không? Vậy thì hãy phát lại video này. Và để không bị mất nó, hãy đăng ký kênh của chúng tớ. Hẹn gặp lại.